Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 19 đến câu 31. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà. Có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. Chúa Kitô phục sinh chính là tin mừng nền tảng của Kitô giáo. Nếu Chúa Giêsu không sống lại từ cõi chết, niềm tin của mọi Kitô hữu sẽ bị sụp đổ. Thế nhưng, tin mừng phục sinh không phải là một điều dễ tin. Nhất là biến cố Chúa Giêsu củng cố niềm tin của Tôma mà chúng ta vừa nghe Thánh Gioan thuật lại trong bài tin mừng. Chỉ trong vòng 8 ngày, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ đến 2 lần. Lần thứ nhất, không có tông đồ Tôma. Chúa Giêsu hiện ra cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Các ông đã vui mừng vì xem thấy Chúa. Lần thứ hai, có tông đồ Tôma. Chúa Giêsu hiện ra, nói với Tôma: "Hãy chạm đến dấu đinh và vết thương của Ngài để tin." Ngay lúc ấy, đức tin của Tôma đã được củng cố và Ngài đã mạnh mẽ tuyên xưng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Như thế, dấu đinh và vết thương nơi thân xác Chúa Giêsu là những dấu chỉ khả giác để các tông đồ, nhất là Tôma, nhận ra và tin vào Chúa phục sinh. Ngài không dùng ánh vinh quang chói lọi hay phép lạ huy hoàng để làm cho đức tin của các môn đệ được vững vàng, nhưng Chúa đã dùng những chứng tích đau thương để nâng dậy đức tin của người theo Chúa. Hơn bao giờ hết, qua kinh nghiệm đức tin của Tôma, chúng ta hiểu rằng thánh giá mới thực sự biểu lộ vinh quang, và dấu đinh chính là dấu chỉ của Chúa phục sinh. Thánh Tôma được gọi là kẻ cứng lòng tin vì một lý do căn bản: Ngài đã chán nản, thất vọng trước cái chết của Thầy mình. Vì thế, Ngài đã xa lánh anh em, trốn chạy thực tế đau buồn và đánh mất niềm tin vào anh em, vào cộng đoàn. Vì lý do đó,
Khi các môn đệ khác kể lại việc Chúa hiện ra, Tô-ma đã không tin. Lời trách cứ của Chúa Giê-xu dành cho Tô-ma cũng là dành cho mọi người trong mọi thời đại. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin. Con người của ngày hôm nay, thời đại của khoa học thực nghiệm, cũng không dễ tin vào những gì không kiểm nghiệm được. Hơn nữa, con người thời nay cũng giống như Tô-ma, đang đánh mất niềm tin vào tất cả. Đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, vào xã hội, vào gia đình, vào chính những người thân yêu nhất, những người anh em của mình. Nhưng làm sao họ có thể nhận ra được dung mạo của Đức Kitô phục sinh nếu họ không thấy những dấu đinh, những vết thương, những chứng tích của Chúa Kitô chịu đóng đinh nơi tay chân, nơi thân xác, nơi cuộc sống của người Kitô hữu? Làm sao họ có thể tin được nếu họ không thấy những chứng tích của những đôi vai bầm dập vì gánh nặng thập giá, của những bàn tay chai cứng vì lao động và phục vụ, của những trái tim rướm máu vì hy sinh và dám cho đi tất cả? Làm sao họ có thể tin được nếu họ không thấy dấu chứng của cộng đoàn yêu thương sau ngày Chúa sống lại mà sách Tông đồ Công vụ đã mô tả trong bài đọc 1? Bấy giờ, tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung. Làm sao họ tin được nếu chúng ta chỉ yêu thương trên đầu môi chót lưỡi, mà trong gia đình, trong giáo xứ vẫn còn có những hận thù ghen ghét, vẫn còn những chia rẽ bất hòa? Chúng ta đang mang trên mình những chứng tích tình yêu của Chúa Kitô đóng đinh để biểu lộ Chúa Kitô phục sinh. Chớ gì những vết thương của Ngài nơi cuộc sống của chúng ta sẽ làm cho niềm tin của mọi người được tỏa sáng trong thế giới hôm nay. Xưa có một ông vua tuổi đã cao mà vẫn chưa đọc được một cuốn sách nào. Bộ sách nhà vua ước ao đọc nhất là Lịch sử loài người. Bộ sách thì dày, gồm hàng trăm tập, mà đời của ông từ mái đầu xanh đến lúc tóc điểm bạc không lúc nào được rảnh rang. Ông luôn luôn sống trên lưng ngựa, nằm sương gối tuyết trên bãi chiến trường. Nay phải ngăn trận nước kia đến xâm lăng, mai phải đi chinh phục một nước khác. Ông chỉ thấy có gươm giáo và máu lửa. Ông rất ân hận vì chưa đọc được một trang sách của Thánh Hiền, nhất là chưa biết chút gì về lịch sử loài người. Tới khi đất nước đã hòa bình, ông được rảnh rỗi. Ông muốn dành thời giờ còn lại để đọc cho kỹ được bộ lịch sử loài người. Nhưng tuổi đã cao mà bộ sách lại quá nhiều tập. Biết sức mình không thể đọc hết được bộ sách, nên nhà vua mới ra lệnh cho viên sử quan đọc và rút ngắn lại cho vua. Với sự giúp đỡ của một ban tu thư gồm 50 người, viên sử quan bắt tay, ngày đêm miệt mài làm việc. Viên sử quan này cùng với ủy ban soạn thảo đã rút vắn bộ sách lịch sử loài người thành 10 cuốn. Khi viên sử quan trình lên nhà vua bộ sử đã rút ngắn, nhà vua nhìn bộ sách gồm 10 tập và đo lường tuổi tác của mình. Nhà vua cũng cảm thấy không đủ sức để đọc hết 10 tập này. Nhà vua đề nghị với ủy ban cố gắng rút ngắn lại hơn. Sau 5 năm làm việc thêm, ủy ban soạn thảo đã rút ngắn bộ sử này thành 5 cuốn. Nhưng khi ủy ban dâng bộ sử đã rút gọn lại thành 5 cuốn lên nhà vua, thì cũng chính là lúc nhà vua đã già yếu, nằm chờ chết trên giường bệnh. Và rồi biết mình không thể đọc được chỉ một trang sách thôi, nhà vua mới nói với viên sử quan là xin tóm tắt lịch sử loài người thành một câu ngắn gọn. Suy nghĩ một lát, vị sử quan tâu lên vua rằng: "Tâu đức vua, lịch sử loài người được tóm tắt trong câu sau đây: Con người tự khai thiên lập địa tới ngày nay là sinh ra đau khổ,
rồi chết. Nhà vua gật đầu, đôi môi khô héo của nhà vua nở một nụ cười mãn nguyện vì đã với được lịch sử loài người. Rồi nhà vua tắt thở. Vâng, quả thực, nếu không có đức tin thì cuộc đời chỉ là sinh ra đau khổ rồi chết. Lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa. Trong cõi ngân hà, bầu trời cao lút trên tầng mây, vô đầy lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa, nào ai suy thấu, bắt nguồn màu nhiệm Chúa bao ngôi, là nơi trái tim người, chiều nào màu nước tuôn rơi. Như chuỗi lòng thương xót con người, con xin được hợp với muôn lòng, thắp lên ngọn nến ba giờ thiêng liêng. Dìm vào lòng đại dương thương xót Chúa, khát mong xoa dịu trái. Loại này còn bao đắng cay. Chọn tình thương cho dù đời còn hoang phế. Lòng thương xót Chúa, bàn tay âu yếm tháng ngày đồng hành dẫn con đi. Nhiều khi con chẳng chung tình, tưởng rằng sẽ bước chơi vơi, tay Chúa lại nâng đỡ.